nào, hôm nay chúng mình sẽ mời tất cả các bạn ăn sáng bằng món bánh mì siêu to khổng lồ. Mà cũng không phải siêu to lắm, nhưng mà rất là nhiều bánh mì các bạn ạ. Bây giờ chúng mình sẽ mời tất cả các bạn nha. Đây, mà ăn bánh mì không thể thiếu sữa ông thọ đúng không nào các bạn? Wow. Mình sẽ thổi ra luôn cho nó nhanh. Các bạn ơi, sữa chảy dòng dòng à, không ngừng một tí nào luôn. Nè các bạn ơi, đấy, ngon chưa? Mời tất cả các bạn nha. Mình mời tất cả các bạn ăn bánh mì cùng với mình nha. Wow, vậy này thật nhiều. Rất là ngon đấy các bạn ạ. Chị để em đưa cho chị ăn nhá. Nhắm mắt ra nha. Hả? Chị phải để im mồm ấy. Sao phải à, sao trái à. Chị phải để im mồm chứ. À, em tự nhiên ra. Không phải, anh đang thay trái, mình muốn nhổ cái lông mặt mình luôn các bạn ạ. Thank you.
có bạn nào đang ăn sáng bằng bánh mì chấm sữa ông Thọ với mình không? Chua đây niêng. Ngon các bạn ạ. Ta-da. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình ăn ý, cũng thấy khá là no rồi. Rồi, chào tất cả các bạn nha. Các bạn đón xem video đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông để ủng hộ chúng mình nhé. Bye bye.